với chúng ta ở diện khoa học xã hội. Chiều nay được nghe những cái điều rất là lý thuyết. Xin cảm ơn các anh đã động viên viện gia phả của chúng tôi. Tôi nói trước cái ông Brown hồi nãy, ông tự giới thiệu ông, thì tôi tên Võ Ngọc An, tôi là họ Võ. Mà cái truy nguyên của họ Võ đó, thì bây giờ tới 1000 mấy là từ ông Vũ Hồi, rồi cũng có nhiều nhà khoa học khác nói rằng họ Võ của chúng tôi là có từ thời Hai Bà Trưng, tức là trước ông Vua Hồn. Như vậy là tôi cũng có tổ tiên giống như ông Brown. Trước hết là có cha mẹ, có ông nội, bà nội, có ông ngoại, bà ngoại, có ông cố, bà cố. Và tôi cũng là một cái đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi là đảng viên cũng như người dân thường, là tôi yêu hòa bình hết sức. Và đất nước Việt Nam đã hòa bình rồi, người của Việt Nam đã qua gặp người của chính phủ Mỹ, và hai bên đã có cái sự thỏa thuận hòa hợp với nhau. Thì phải nói rằng chúng tôi rất mừng sống trong cái cuộc sống hòa bình, yêu dân tộc Mỹ, yêu dân tộc Mỹ cũng như chúng tôi yêu dân tộc của Việt Nam của chúng tôi. Và hôm nay được gặp các vị để nói chuyện trong cái tình hòa hợp như vậy là tôi thấy rất là đẹp. Như vậy là qua cuộc họp buổi sáng cho đến cuộc họp chiều nay thì tôi tiếp thu được nhiều điểm từ các điểm. Thí dụ như cách sinh hoạt gia phả như thế nào cho con cái, cho gia đình mình, đó là một điều phải trở thành cái tái không, phải trở thành một cái sinh hoạt của những người trong gia đình, nhất là những người lớn tuổi, phải sinh hoạt lại cho các con cháu của mình. Rồi biết được các anh giữ các cái vi phim mà từ đó chuyển thành kỹ thuật số, xây dựng các thư viện rất là hiện đại. Và tôi rất cảm xúc là các anh nói dựng phả là miễn phí mà cũng không trả tiền cho những người đi dựng phả. Và tôi chú ý là lấy cái gì để cho những người họ đi làm, họ sống được, thì mấy anh có cái tài trợ của giáo hội. Cho nên giáo hội này là giáo hội tài trợ cho cái chuyện là công ích, như thế là tốt. Chúng tôi, cá nhân tôi thì rất tiếp nhận được cái kho mà với công nghệ nó rất hoàn chỉnh, mà làm ở trong núi giữ lâu ngày, thì tôi thấy cái đó là một cái ước chồng. Thì cũng xin hỏi thêm câu, kho này không biết có bao nhiêu cái bộ gia phả Việt Nam ở trong đó đâu, chắc là không có bao nhiêu, và có bao nhiêu không biết bao nhiêu, nhưng mà không có bao nhiêu.
Thì sắp tới chúng ta sẽ bàn với nhau để cho dần dần có những bộ gia phả với Việt Nam và trong đó. Rồi mấy anh có 160.000 tình nguyện viên, bao nhiêu người để phục vụ cho cái công tác gia phả của các anh thì tôi thấy là rất tốt. Bây giờ tôi đề nghị là phải có một sự hợp tác để triển khai cái gia phả tại Việt Nam này. Hợp tác để triển khai cái gia phả Việt Nam này. Về phía của chúng tôi cũng như về phía của các anh, phải bàn bạc về việc tác động các dòng họ, mà nhất là bữa nay có một số dòng họ có ở đây rồi, người ta sẽ về, người ta sẽ truyền lại cho 30-40 dòng họ, cho đến 356 dòng họ đã có ở đất nước chúng tôi. Chúng ta phải bàn với những doanh nghiệp, những thương nhân, những cơ quan, những trường đại học, và các anh nói rằng cũng sẽ quan hệ với chính phủ của chúng tôi để thực hiện cái công việc này, thì chúng tôi quan nghênh thôi. Vấn đề của chúng ta là có mấy vấn đề cơ sở vật chất tại thành phố này phải phát triển như thế nào. Chớ 20 năm qua, 25 năm qua chúng tôi làm, và 3 năm qua chúng tôi nâng cấp nó lên, thì giai đoạn quá ngắn so với cái sự làm việc rất là phức tạp về giá hóa. Phải có cơ sở vật chất. Cái thứ hai là phải có con người. Phải có con người. Thì con người này chúng tôi sẽ chuẩn bị ở đất nước Việt Nam, chúng tôi sẽ chuẩn bị, và chúng tôi mong rằng các anh cũng sẽ giúp cho chúng tôi để chuẩn bị về con người này. Người của các anh, người của chúng tôi, nhiệm vụ của chúng tôi sẽ làm, nhiệm vụ của các anh sẽ làm, mà khả năng của các anh tôi đánh giá là rất cao, rất tốt. Tôi nói rằng cái việc nào đây là cuộc họp đầu tiên để chúng ta nói gì, chúng ta làm gì, thì đã giải quyết được những cái công việc, và chúng tôi cũng thay mặt cho việc nghiên cứu dòng họ của chúng tôi để chúng tôi nói lên những cái điều mà tâm huyết của chúng tôi. Very few roles records from Vietnam. Chúng tôi chỉ có một vài cuộn phim về những về gia phả của người Việt Nam. None of those records have been published on our internet. Và không trong những cuộn đó thì chưa cuộn nào để được công bố trên internet. We do have a book about my family's, your family. Tất cả mọi người dường như đã có quyển sách gia đình của tôi, đúng không ạ? This is a way for you, well, you have that. This is a way for you to start gathering your own family's records. Và đây là cách thức bắt đầu, chúng ta bắt đầu có thể tìm kiếm những thông tin, thu thập những thông tin về gia đình của chúng ta. Before now, we have had this book that available in 42 languages. Và đến bây giờ thì quyển sách này đã có thể đã được dịch với 42 ngôn ngữ. The Vietnamese language will be number 43. Và sách tiếng Việt là quyển sách thứ 43. We don't have the ability today to enter this information on our website. We don't have the ability to enter this on our website. Và hiện tại chúng tôi không thể làm việc cập nhật những thông tin bằng tiếng Việt này trên website của chúng tôi. But we have started the development, so in 2 or 3 months it will be available in the internet.
Và hiện tại chúng tôi đang bắt đầu xây dựng công việc này để hy vọng trong vòng 2 đến 3 tháng nữa thì chúng ta có thể làm việc thu nhập và cập nhật trên internet và tiếng Việt. In the same way, once we start gathering records in Vietnam through digital means. Và cũng giống như vậy chúng ta sẽ có những buổi họp thu thập dữ liệu. We will work with our software teams in order to try to facilitate the Vietnamese language on our site. Và chúng tôi sẽ cố gắng để làm việc cùng với những đội ngũ làm thực hiện phần mềm trên website này để thực hiện chuyển hóa đổi ngôn ngữ thành ngôn ngữ tiếng Việt trên website. We need to walk before we run. Chúng tôi phải bước đi trước khi chúng tôi chạy. But we want to walk. Mà chúng tôi thực sự muốn bước đi. And so we want to start gathering these records in Vietnam. Vì vậy chúng tôi muốn bắt đầu thu thập những thông tin về những bản hồ sơ ở Việt Nam. I believe that is the first step. Và tôi tin đó là bước đầu tiên. And then the next time we are asked, how many rolls of microfilm do we have from Vietnam? Và lần sau đến là người Việt chúng tôi đến thì hy vọng câu hỏi là chúng ta có bao nhiêu cuộn phim về gia đóng từ Việt Nam? Maybe in 1 year we can say we have many and they have started to be placed on the internet and you can see them. Và có thể một năm sau thì chúng tôi sẽ nói rằng có rất là nhiều cuộn phim của gia tài Việt Nam ở bên hòm chứa ở bên đó và chúng ta bắt đầu cung cập những thông tin đó trên internet để mọi người có thể truy cập. Steve, I wanted to tell how many roles we have though from all over the world. Okay. From all over the world, we have 3.5 million rolls of microfilm. Và trên toàn khắp thế giới chúng ta có 3,5 triệu cuộn phim. That represents over 4 billion people. Mà đại diện cho hơn 4 tỷ người. Every day, we put on the internet over 1 million images of records that we have digitized. Và mỗi ngày thì chúng tôi cập nhật trên internet khoảng 1 triệu thông tin hình ảnh. This is a very difficult thing to hold all of that information. Và sự điều công việc rất khó để có thể giữ được các tất thông tin đó. But our commitment is to help families. Cam kết mà chúng tôi đã làm đó là giúp đỡ gia đình. And that's why we do this. Và như là sao chúng tôi làm điều này. Perhaps it'd be good to share too about the privacy that we make agreements to describe or decide what we put on the website and for whom. Okay. What his question was is he wants me to describe how we comply with privacy regulations and that we are careful about what we put on the internet. Anh ấy nói về vấn đề riêng tư về trong lịch sử gia đình chúng ta những gì chúng ta nên đặt trên internet và những gì chúng ta cần phải được lưu giữ cho riêng bí mật. We are very cautious and conservative and make sure that we obey the laws of the country in which we operate and that we are sensitive to the cultural restrictions about putting information on the internet. Khi chúng tôi đưa thông tin của lịch sử gia đình của những người Việt Nam lên trên internet, thì chúng tôi rất là quan tâm và cũng như rất là cân nhắc rất là kỹ qua những luật pháp của quốc gia cũng như là sự cho phép của mỗi gia đình và văn hóa của quốc gia của quốc gia đình đó. Nên chúng tôi sẽ rất cân nhắc trong việc đưa thông tin của họ lên internet. In some countries, we can put up all of their records. Ở một vài quốc gia thì chúng tôi có thể đưa tất cả thông tin của họ lên. But in some countries, we have to wait sometimes 50 years or 60 years or 100 years from the time the document was created. Và ở một số quốc gia khác thì chúng tôi phải đợi có thể 50 năm hoặc 60 năm từ khi mà hồ sơ đã được thiết lập trước khi đợi lúc đó mới có thể đăng lên internet. So when we work with the organization where we are capturing the records, we ask them and make it part of the contract as to when we can publish the records. Và khi chúng tôi làm việc với các tổ chức chính phủ để cập nhật những tài liệu đó thì chúng tôi sẽ
sẽ có một phần trong cái bản thỏa thuận đó. Có một điều đưa ra là khi nào chúng tôi mới được công khai những gì này trên internet. Our desire is to provide tremendous and open access to the community. Và mong muốn của chúng tôi là cung cấp một nguồn thông tin và một cách thức để chúng ta có thể truy cập. But we are also sensitive to cultural issues. Thì chúng tôi cũng rất là cân nhắc và để ý đến về văn hóa, về những vấn đề văn hóa của quốc gia. Any other questions? Có câu hỏi nào không? Tôi là tổ chức UNESCO phi chính phủ của Việt Nam. Bản thân tôi thì cũng làm giám đốc của trung tâm UNESCO nghiên cứu văn hóa dòng họ và có thông tin 20 năm hoạt động trong lĩnh vực văn hóa dòng họ ở Việt Nam. Chúng tôi cũng đã thống kê được ở Việt Nam có khoảng 600 gần 700 dòng họ. Trong đó có 30 dòng họ lớn. Chúng tôi đã tổ chức nhiều buổi hội thảo về văn hóa dòng họ và chúng tôi rút ra một kết luận thế này: người Việt Nam chúng tôi làm gia tài khác với các bạn Mỹ. Chúng tôi làm gia tài không phải từ gia đình đơn giản mà làm gia tài theo cách truyền thống của ông bà chúng tôi. Muốn làm gia phả lấy một ông cụ tổ xa nhất của dòng họ chúng tôi. Sau rồi mình kéo đến cái gia đình của mình. Và cái bản gia phả ấy càng dài đời bao nhiêu thì càng vẻ vang bấy nhiêu. Và làm trong trạng thái bí mật, không công khai như các bạn. Bởi vậy chúng tôi có một thực trạng thế này: các thông tin trên gia phả thường không tập trung, và mang lại tính chủ quan của người biết được của gia phả đó. Cái hạn chế ấy nó cũng ảnh hưởng rất nhiều cho công tác nghiên cứu văn hóa UNESCO của chúng tôi. Hạn chế thứ hai là phong trào viết gia phả của chúng tôi phần lớn là người già. Các trưởng lão, trưởng tộc, các thành viên khác trong tộc không được biết. Và thanh niên thì càng không được biết gia phả. Khác hoàn toàn với các bạn đúng không ạ? Khi thấy các bạn hướng dẫn cái cách viết gia phả như thế này thì thật ra cách đây 10 năm UNESCO chúng tôi cũng đã hướng dẫn viết gia phả tiểu chi. Chúng tôi cũng thấy từ cái hạn chế vừa nói nên chúng tôi đã hướng dẫn viết cái gia phả tiểu chi, tức là viết giống như các bạn viết từ gia đình đương đại rồi mới kết ngược lên gia đình quá khứ. Và như vậy tôi thấy cái kết quả của nó là tương đối tốt. Nhưng chúng tôi lại không có cái phương tiện hiện đại như các bạn có, nên chúng tôi không làm được cái phép thống kê là chúng tôi có bao nhiêu gia đình đương đại. Vì vậy nên rất cần các bạn giúp chúng tôi về mặt phương tiện thu thập thông tin, tập huấn cho chúng tôi những tình nguyện viên Việt Nam để làm những gia phả đương đại này. Và tuy nhiên phong tục tập quán của người Việt Nam chúng tôi là gia phả phải được như vậy. Và bây giờ tiến bộ hơn, có thể là mở nhưng không có nghĩa là tất cả đều tung lên mạng. Nên tôi thấy lưu ý của ngài chủ tịch là rất chính xác. Chúng ta phải có cái thỏa thuận với nhau về hợp tác cung cấp thông tin hai chiều
Phía Việt Nam chúng tôi có những tình nguyện viên đi điền giả, đi hướng dẫn lập ra phả tại các gia đình, các dòng họ. Và thông qua hợp tác với các bạn, chúng tôi có thể cập nhật được cái kho tư liệu đóng góp của chúng tôi vào cái mạng của các bạn. Và ngược lại các bạn cũng giúp lại chúng tôi trao đổi những tư liệu này. Và tôi nghĩ rằng cái lợi ích lớn nhất của nó là phục vụ cho nghiên cứu. Và phục vụ cho các mối hệ tộc của những từng dòng họ. Thì đấy là cái lợi ích nhìn thấy được hợp tác được ngành. Còn ngoài ra, những cái thông tin trong gia phả mà chỉ riêng có của gia đình, của dòng tộc đấy, tất nhiên là phải được giữ kín. Chúng ta sẽ có một cái thỏa thuận riêng về vấn đề này. Và chúng ta sẽ công khai với nhau những cái thông tin chung về thế hướng về dòng tộc. Nếu làm được như vậy thì chúng tôi sẽ có được một cái cây gia phả của từng dòng họ mà chúng tôi có thể vươn tới đến ông thượng tổ của dòng họ ấy một cách tự tin hơn cái cách mà ông bà chúng tôi đã làm ngày xưa rất nhiều. Và tự tin như thế thì nó sẽ trở thành hiện thực có tính chất cao hơn. Và tôi nghĩ rằng đây là cái cách hợp tác tốt nhất giữa chúng ta. Xin cảm ơn các bạn. Tôi đã từng thấy được những trường hợp mà giống như mà chú đã chia sẻ vừa rồi. Where you go back to the first ancestor. Khi chúng ta đi trở về thế hệ đầu cụ tổ đầu tiên của chúng ta. And then from that first ancestor, you come down towards you. Và từ những cụ tổ đầu tiên của chúng ta trở về thế hệ của mình. Sometimes I think there's more than one first ancestor. The very first ancestor, and then they might move to another location to become a new first ancestor. Is that right? Và đôi khi những vấn đề khó khăn là tổ tiên đầu tiên của chúng ta bắt đầu từ đây nhưng mà sẽ di chuyển tới một khu vực khác, một nơi địa phương khác, bắt đầu gia đình của họ rồi lại trở nên một gia đình khác về sau. These type of clan genealogies are very important. Vì vậy những thông tin này rất là quan trọng. And we respect and honor you for keeping them for so many years. Và chúng tôi rất là biết ơn và rất là trân trọng cho việc lưu giữ hồ sơ dòng họ của các anh chị mới đây. I have previously talked to many clan leaders like you. Chúng tôi đã có nói chuyện với một số trưởng dòng tộc giống như chú mới đây. And understand some of the concerns you have. Và hiểu được những vấn đề lo lắng mà giống như chú đã có. I believe that there are ways that we can still work together to accomplish your goals and to accomplish our objectives. I think we can come up with a decision to work together. Nhưng mà chúng tôi tin rằng chúng ta sẽ có thể làm việc cùng với nhau và cùng đưa ra những cách thức mà có thể giúp cho các anh chị thực hiện được mục tiêu của mình, đó là làm gia phả gia đình và giúp cho chúng tôi có thể thực hiện được trách nhiệm của chúng tôi. You mentioned that you need help with providing technology for new genealogies. Và ở đây chú có nói và nhắc về việc chúng tôi cần cung cấp những trang thiết bị để thực hiện việc sao chép cho gia công việc của thế hệ hiện tại. Is that right? Yeah. And I believe there is a way to bring the new genealogies and the old clan genealogies together. Và chúng tôi tin rằng luôn luôn có cách thức để giúp đỡ cho thế hệ hạnh mới của chúng ta sẽ tiếp cận gần với những thế hệ đã đi trước. Some clan leaders have been willing to share most of their generations with others, but not the most recent. Và đôi khi những người trưởng trong dòng tộc dòng họ thì luôn chia sẻ những điều về những điều rất đặc biệt về tổ tiên của dòng tộc đó, nhưng ít khi chia sẻ về những điều đặc biệt trong những thế hệ mới sau này. Is that because of privacy reasons?
Is that right? Bởi vì một số lý do riêng tư đúng không ạ? I believe that there are ways that we can preserve the privacy of the recent generations and still work together to preserve the big family tree. Và chúng tôi tin rằng sẽ luôn có những cách thức để giúp đỡ cho việc chúng ta bảo tồn bảo quản những thông tin cá nhân của gia đình hiện tại chúng ta sẽ cùng với thông tin của những người thế hệ trước để thành lập một cây gia phả. This will require further discussion, but I believe that there are ways that we can work together to make sure that those records, those valuable records, are preserved. Chúng ta sẽ có những buổi nói chuyện sau nữa để tìm hiểu sâu và tìm cách thức tốt hơn. Và chúng tôi tin rằng chúng ta sẽ có cách để làm điều đó. Thank you very much for your comments. Thank you. Tôi là đại diện cho bà con họ thân. Họ thân thì không được nổi tiếng. Không phải là nổi tiếng nhưng mà ít người. Thế thì tôi cũng xin không nói thì thật là không nói nghe rõ lắm. Đó là tôi rất tâm đắc với cái ý tưởng lưu trữ tư liệu về dòng họ. Very interesting in the idea of keeping family record. Về gia phả thì có nhiều đời nên là rất là phức tạp. About genealogies, we have so many generations, so it's very complicated. Ý tưởng này nãy anh Tịnh là có nói rồi. So this idea was told by the. Hiện nay thì cái khó của người làm gia phả hiện nay, tức là phải làm liên tục từ những đời trước về sau. One difficulty of the people who making genealogy today is they need to make the family tree start from the great great great. Nhưng cái khó là ngôn ngữ, tại vì cái gia phả cũ thì dùng ngôn ngữ Hán, đúng không? And another difficulty is by the language because all the records were written in Asian writing, and Asian language. Could I ask a question? Was the language Chunam or Chinese? No. Nói chung thì chúng tôi rất là mong muốn được số hóa các cái tư liệu về gia phả và có một nơi lưu trữ an toàn. We decided to have a record digitalized and have a safe place to keep them. Về phần thiết bị thì tôi nghĩ là không khó. I don't think that is a big problem. Nhưng mà chúng tôi cần phần mềm. But we need a software. Và được đào tạo để sử dụng phần mềm. And we need training so that we can use those software. Không biết là cái đó có chi phí cao không? I wonder if it's possible. Tôi chỉ để ý kiến. Thank you very much for your question. Bác là chúng tôi hiểu là những cái gia phả viết bằng chữ nôm thì rất là phức tạp. We have and it is not easy. Và không dễ để hiểu. Sometimes we need to work step by step. Đôi khi chúng ta cần phải làm từng bước một. I believe the first step could be preservation. Và cái bước đầu tiên sẽ là về lưu trữ nó trước, bảo tồn nó trước. We are working with some other difficult script. Và chúng tôi cũng đang làm việc với những cái bản hồ sơ với chữ cũng khó. And when we develop technology for those scripts, it will help with Chunam. Và khi chúng tôi có thể phát triển cái kỹ thuật phần mềm của chúng tôi thì chúng tôi có thể giúp đỡ với cái phần chữ nôm đó.
But it is important to still preserve the records while they are available. Nhưng mà rất là quan trọng là chúng ta lưu trữ cái hồ sơ đó trước. Ngay từ bây giờ khi mà hồ sơ đó vẫn còn nguyên vẹn. There is also some technology that I have seen. Và tôi cũng có từng thấy những cái kỹ thuật khác. That does a very good job of starting with the oldest ancestor and then building the family tree. Mà cho phép chúng ta có thể bắt đầu từ ông cụ tổ của chúng ta và sau đó xây dựng tới cái gia phả tới đời của chúng ta. And as we develop this technology as part of Family Search, we could make that available to you. Thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu và khi chúng tôi có thể hoàn phát triển cái dạng phần mềm như vậy, chúng tôi có thể chia sẻ điều đó và giúp đỡ. It is not developed yet. Thì cái phần mềm này chưa có được phát triển, chưa được phát triển. But I understand the problem. Nhưng mà tôi hiểu và ghi nhận cái khó khăn đó. And we are committed to helping people around the world to gather their family records. Và chúng tôi đã cam kết để giúp đỡ tất cả các gia đình trên thế giới lưu trữ và thu thập thông tin của gia sản. In 1894, when we started gathering books. Vào năm 1894 khi chúng tôi bắt đầu thu thập những cái quyển sách. We did not know about digital technology. Chúng tôi đã không biết gì về kỹ thuật số. Or the internet. Hoặc là mạng internet. Or scanners. Hoặc là máy scan. Or computers. Hay là máy vi tính. But we knew gathering records was important. Nhưng mà chúng tôi lúc đó đã biết rằng thu thập các tài liệu là rất quan trọng. Today we don't know the exact way to address turnout. Bây giờ chúng tôi không biết cách thức chắc chắn, cách thức cụ thể để có thể giải quyết với vấn đề chữ nôm. But we believe there is a way. Nhưng mà chúng tôi tin tưởng là sẽ có một cách. And we're happy to cooperate with you to find that way. Và chúng tôi vui mừng để có thể phối hợp với các anh chị em để mà giải quyết vấn đề. Are there any other questions? Xin có câu hỏi nào? Cảm ơn. Tôi xin có hai ý kiến. Hồi sáng giờ tôi cũng được dự bên kia nghe nói như vậy là tôi rất mừng vì có một cái tổ chức ở Mỹ mà hết sức quan tâm tới dùng cho làm gia phả và có những cái công trình rất là to lớn. Và từ cái chỗ biết đó thì tôi thấy là cũng như ông Nguyễn Nhân Thịnh hồi nãy UNESCO thì nói rằng là chúng ta có khác nhau về cái cách thể hiện về gia phả, nhưng mà cái điều quan trọng đó là mục đích giống nhau, vì tấm lòng đó mà các vị hôm nay đến với chúng tôi. Although we can be, although we are different about the way we keep our records, our information and sociology, but we have the same purpose. And because of that purpose, we are here today. Yeah, từ đó cho nên là tôi thấy thế này. Không biết hôm nay là nói có tiện không thì mỗi bên có một cái cách làm, chắc là cũng phương pháp hay, thì bây giờ tôi đề nghị có cách nào đó mình trao đổi. Mà sáng giờ so I suggest in personal opinion we exchange. Ý tôi nói là chúng ta nói cụ thể hơn. Cụ thể hơn. Ví dụ như cái phương pháp thực hiện một cái bộ gia phả của các anh cụ thể là thế nào, có thể qua đó mình trao đổi với nhau về phương pháp. Và chúng tôi cũng nói cái phương pháp cụ thể cho tôi thấy, vì cái cách làm nó có những cái nét khác nhau và giống nhau, nhưng mà cái chung thì giống nhau. Thì tôi muốn cái đó có thể trao đổi qua văn bản, hoặc là mai mốt mình có cái ký cái hợp đồng gì đó mà thì đó cũng là rất cần để chúng ta tìm hiểu nhau và học nhau, nhất là tụi tôi biết cái cách là
mới khoa học quá. Cái thứ hai đó là các anh có. That we can share about experience, like in details, how you make the genealogy and how we make the genealogy in detail. And I hope that we can make present those steps in documents, and it will happen when we rescue the agreement of the contract. Tóm lại là tôi muốn nói có cái cung cấp cái tài liệu hướng dẫn về phương pháp này. Ok em, tôi muốn học cái đó. So, cái thứ hai là các anh đã xây dựng được lực lượng hàng vạn cái tình nguyện viên. Đúng là một lực lượng rất quan trọng trong việc làm giao bản đó thì có thể nếu được anh nói thêm về cái chức năng của tình nguyện viên. Tình nguyện cụ thể là làm những gì để chúng tôi hôm nay có thể học tập với bạn cảm ơn. So I heard that you have thousands of volunteers, so I want to share about their duties. What do they do? The question is, what would the volunteers do in order to help them do their genealogy? Sometimes we have volunteers that will operate the camera to take pictures of the genealogies. Và những người tình nguyện viên mà bây giờ đến với chúng tôi thì nghĩa là đôi khi sẽ có những nhóm khác nhau và những nhóm sẽ thực hiện công việc chụp ảnh lại, sao chép lại những tài liệu, hồ sơ của những gia của gia phả nhập tộc. The first step in all of this is to come to an agreement about digitizing the records. Và bước đầu tiên là chúng ta phải đến thực hiện cái bản thỏa thuận trong việc kỹ thuật hóa số, là cái chụp lại ảnh những thông tin của các những hồ sơ đó. And there are many ways that we can come to an agreement about how to capture the records. Và sẽ có rất nhiều cách thức để chúng ta có thể thực hiện bản thỏa thuận đó. Each situation could be a little bit different. Trong trường hợp này có thể khác một chút xíu. In a project in Guatemala, in Central America. Có một dự án ở Guatemala, ở trung tâm nước Mỹ. We worked with the government. Khi chúng tôi làm việc với chính phủ bên đó. We provided the technology and the software and the training. Và chúng tôi đã cung cấp công nghệ, cung cấp phần mềm cũng như cung cấp huấn luyện. We also provided the computer and the hardware and the scanner. Và chúng tôi cung cấp máy vi tính, máy scan cũng như bộ cái máy để chụp lại hình ảnh. But the government of Guatemala provided all of the manpower to actually capture the digital images. Và chính phủ ở Guatemala đã cung cấp nguồn nhân lực để thực hiện công việc đó. In other situations, we have provided the manpower to capture the digital images. Và trong những trường hợp khác thì chúng tôi cung cấp nguồn nhân lực để thực hiện công việc sao chép. But the organization that we were working with provided the people to prepare the documents and also to create an index of the documents. Chính phủ ở đất nước đó đã cung cấp nguồn nhân lực để chuẩn bị những hồ sơ tài liệu giúp cho chúng tôi thực hiện công việc sao chép. So we would have to look at each situation as to how we best collaborate. Vì vậy nên chúng ta cần phải tìm hiểu về trường hợp và tình trạng như là cái thứ mà chúng ta muốn làm việc để có được một sự hợp tác tốt nhất. Here I have some material that talks about our process. Và đây là chúng tôi có một số tài liệu về quá trình thực hiện công việc này. This is specifically addresses working with archives. Và đây là cách thức mà chúng tôi thường hay làm. It gives some information about who we are. Cho chúng ta biết thông tin chúng ta là ai. And about some of the solutions we offer. Và một số giải pháp mà chúng tôi cung cấp. And many positive comments from record holders that we've worked with in the past who liked our service.
và những người những lời góp ý và nhận xét của những tổ chức mà chúng tôi đã làm việc cùng họ. It also has the video and some more videos that I showed today. Và sẽ có nhiều phim nữa. Unfortunately, this is in English. Xin lỗi vì đó là tiếng Anh. But we may be able to work with some people like you who could help translate some of this that we can provide. Và chúng tôi hy vọng có thể làm việc với một số người thông điệp viên để phiên dịch các đoạn phim này ra tiếng Việt cho chúng ta. It's important to us to make sure that you understand exactly what we are responsible for and that we understand exactly what you want to do before we start the project. Và một điều quan trọng đó là để các anh chị em hiểu được trách nhiệm mà chúng tôi muốn thực hiện cũng như chúng tôi hiểu được những mong muốn mà các anh chị em muốn làm cho công việc cho phái gia đình. What I would invite you to do is provide me with your contact information, and I can provide a website that you can go to learn more about this process. Và chúng tôi mong muốn có thể nhận được những thông tin liên lạc của các anh chị, và chúng tôi sẽ cung cấp cho anh chị một website để các anh chị có thể về nhà và tìm hiểu hơn về những thông tin trên website đó. I think there is some very good news. Và tin rằng có những điều tốt. When two organizations come together in an agreement. Khi mà hai tổ chức đến cùng với nhau trong một bản thảo thuận. It's important to be aligned. Điều quan trọng là chúng ta sẽ có một ranh giới. Yes, an agreement. An agreement. An agreement. Một cái thỏa thuận. And what I understand from this audience and the people I've talked with in Vietnam. Is that you care about your family? Theo như chúng tôi được hiểu qua những lời chia sẻ của các anh chị này, các anh chị rất là quan tâm về gia đình của mình. Both your families who have lived. Cả gia đình những người vẫn còn đang sống. And your family that will live in the future. Và gia đình của những người mà gia đình của chúng ta trong tương lai. Because of this, I believe that we will find ways to come to an agreement to help each other. Vì vậy, chúng tôi tin rằng chúng ta sẽ tìm được cách thức để giúp chúng ta thực hiện bài thảo luận này. I know that there are challenges. Tôi biết rằng rất là thử thách, sẽ có rất nhiều thử thách trong tương lai. There are challenges about technology. Sẽ có thử thách về công nghệ. There are challenges about privacy. Sẽ có những thử thách khó khăn về quyền riêng tư cá nhân. But I believe that we can find ways to overcome these challenges. Nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ tìm được cách thức để có thể vượt qua những khó khăn đó. Thank you very much. Cảm ơn rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng cái việc thử thách đầu tiên, tôi nghĩ là cái thử thách đầu tiên là chúng ta phải hình thành một cái thỏa thuận, và chúng tôi rất mong sớm nhận được cái hồ sơ đi, cái bộ hồ sơ về tổ chức của các ông. Ở Việt Nam chúng tôi hiện nay có mấy cái tổ chức mà được nhà nước cho phép làm cái công tác như thế này. Một là Viện Sự Tâm Hòa Hồ Chí Minh, hai là cái trung tâm UNESCO nghiên cứu văn hóa tổng hợp Việt Nam của tôi, ba là Viện nghiên cứu khoa học xã hội và Viện Hán Nôm vân vân, một số viện mà chúng tôi có dấu tròn pháp nhân cũng là được nhà nước cho phép làm công tác nghiên cứu này, thì chúng tôi hy vọng là sớm nhận được cái bộ hồ sơ của tổ chức cao hơn. Và cái thử thách này thì nghĩ công nó cũng đã trải qua các nước khác trên thế giới, không riêng Việt Nam. Chúng tôi sớm nhận được bộ hồ sơ đó và chúng tôi sẽ làm một cái bộ hồ sơ của chúng tôi để trình các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép chúng tôi được hợp tác quốc tế để làm cái lĩnh vực nghiên cứu và thu thập thông tin đa dạng này. Và từ khi có được cái phép đó thì chúng tôi sẽ được phép tuyên truyền đến tất cả các dòng họ và các gia đình Việt Nam. Và sau khi đã có cái phép đấy rồi, chúng tôi tổ chức tuyên truyền các địa phương, các gia đình dòng họ rồi, chắc chắn rằng sẽ nhờ đến các ông, và các ông sẽ là cái người mà tổ chức tập huấn cho chúng tôi, bắt đầu là tập huấn từ cán bộ như chúng tôi đi làm, sau đó là tập huấn các tình nguyện viên của chúng tôi để hướng dẫn cho họ cái cách làm, và các ông cũng trang thiết bị được cái trang thiết bị kỹ thuật cho chúng tôi nữa thì càng tốt. So first of all, we need to have an agreement. And when we finally have that agreement, you will prepare your documents. And
because we also prepare all documents and we together give it to the government. So we have the permission to make it like a, in a contract to send all the information to other hands. And so that you can help us with the technology, software, and the white training. We will prepare them. Okay, we can work on an agreement on a case by case basis. Thì chúng tôi sẽ đưa ra những cái thỏa thuận đó theo từng cái trường hợp, với theo mỗi cái ước muốn của mỗi nhà. So we thank you for dedicating this afternoon to be with us. Và xin cảm ơn cho sự công hiến của anh chị, cho sự cố gắng của anh chị đến đây cùng với chiều ngày hôm nay. Now the question will be, was this just a nice meeting or did this start something new? Một câu hỏi tôi đặt ra là, đây là một buổi họp rất là tốt đẹp hay không? Hay là chúng ta đã bắt đầu thấy được những điều mới, những việc xuất hiện đúng không? The key will be, how do we follow up and work with each other starting today? Và điều quá quan trọng cho công việc này là chúng ta làm thế nào để có thể tiếp tục liên lạc với nhau và theo dõi với nhau để tiếp tục cho thực hiện những bước tiếp theo. We all have big desires and small resources. Tất cả chúng ta giống nhau hết là chúng ta đều có những ước muốn rất là to lớn, nhưng mà những nguồn lực của chúng ta hiện nay còn rất ít. But that doesn't mean we won't succeed in our efforts working together. Và điều đó không nghĩa rằng chúng ta sẽ không thành công nếu chúng ta làm với nhau. At the very, the most important thing is that we have your contact information so we can continue to follow up with you. Và điều quan trọng là chúng tôi sẽ có những thông tin liên lạc của các anh em để chúng tôi có thể tiếp tục liên lạc và chia sẻ với anh chị. We will leave our business cards. If you will please give us your business cards or write down your information on a piece of paper. Và chúng tôi sẽ để lại những danh thiếp của chúng tôi cũng như chúng tôi hy vọng mong muốn nhận được danh thiếp của các anh chị hoặc là những thông tin mà anh chị viết vào trên mảnh giấy nhỏ để chúng tôi có thể lưu giữ. I appreciate very much this gentleman showing us what he showed us. Và chúng tôi rất biết ơn cho anh chú vừa rồi đã chia sẻ với chúng ta những thông tin về công việc gia bảo của thư viện của chúng. And the vision you have for the next 25 years. Và cái viễn cảnh mà chúng mong muốn xây dựng trong vòng 25 năm tới. These are the specific things that we could then start to work together on. Và đó là những gì mà chúng ta cần phải bắt đầu bắt tay vào. We are aware that we do genealogy differently in Asia than in the West. Và chúng tôi nhận thấy rằng cái cách mà chúng tôi làm nhân bản while we begin our trees with the individual and then go up, our system does allow you to start with an ancestor and come down. Giống như hồi nãy có chia sẻ rằng công việc của gia bảo của Việt Nam là bắt đầu từ những người đầu tiên cho đến thế hệ mới, còn chúng tôi thì bắt đầu từ thế hệ hiện tại cho đến trong trở về những thế hệ trong quá khứ. It is not developed to the degree it needs to be, but we're started in the right direction. So it'll take us some time to adjust our tree to meet your needs. But we can help with records immediately. So we would like to know from you if you need help in preserving the records that you have. Chúng tôi biết rằng các anh chị có muốn bảo quản những tài liệu như là những cái hồ sơ mà các chị đang nói hay không? We actually need a specific project before we do an agreement. Và có thể chúng ta sẽ làm một dự án cụ thể trước khi chúng ta tiến hành bản thỏa thuận. So we'll be happy to identify those specific projects. Chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau xác định những dự án cụ thể đó trước khi tiến hành bản thỏa thuận. Then we can do an agreement. Và sau đó chúng ta làm bản thỏa thuận. And then we'll get very creative with each other on how we can execute on the agreement. Và chúng ta sẽ cùng nhau thử sáng tạo trong công việc thực hiện công việc.
So based on how we all follow up, let's have this be a new game for genealogy in Vietnam. Và hãy xem đây là một ngày mới cho công việc ngày mới cho việc công việc thực hiện gia phả của Việt Nam. And we're honored to help you in any way we can. Và chúng tôi rất là vinh dự để có thể giúp đỡ và anh em nhiều nhất có thể. Xin cảm ơn. Nói một câu là tôi cảm thấy chúng ta đang bước vào một cái tầm mới thân thiện và sáng tạo. Thank you. Okay. Còn cái máy này nữa, còn máy này. Máy này của ai? Máy này của ai đó quên rồi. Anh nghe xây dựng theo xem. À, anh chạy chung chơi chứ. Cái gì? Anh chung tôi ấy. À, rồi, 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 ok. Anh nhắn rồi, anh chạy gửi béo tôi cái. Rồi, 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 rồi. Rồi, rồi. Anh họ thân ở đâu vậy? Họ thân cô Nhi anh. Cô Nhi anh. Ý anh.